Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay shop lại về tiếp tục một xe mang tên là Gogo của Zibao, dòng xe bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chiếc Gogo màu trắng tinh khôi này hiện còn mới đến 90% mọi người nhé. Mặc dù đã được chủ đi được gần một năm nhưng mà xe vẫn còn rất là cứng, rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay tổng thể để mọi người nhìn bề ngoài trước, sau đó mình sẽ quay chi tiết ở bên trong. Trên phần đầu, mặt kính còn rất là mới, đầy đủ chip chống trộm, vẫn mang thương hiệu Zibao. Mình sẽ test đến động cơ nhé. Em ra vặn động cơ giúp mày. Rồi bạn ơi, xe còn rất êm. Quá êm luôn mọi người. Hệ thống còn gầm cũng còn rất là mới nhé. Quá tuyệt vời. Bật đèn lên em. Đèn đẹp, tắt một nấc đèn thôi. Đèn này đi buổi tối thì full đẹp luôn, mắc đẹp. Giờ chạy thử mọi người xem nhé. Dáng dấp đi rất là đẹp mọi người nhé. Quá đẹp phải không mọi người? Rất là đẹp luôn. Xe này thì rất là hợp với lại cả nam lẫn nữ nhé. Các bạn trẻ đi rất đẹp luôn. Đấy. Video mình đến đây tạm dừng. Mọi người mà có nhu cầu cần mua xe điện cũ hay liên lạc với shop xe điện cũ Nhập theo số điện thoại 0981077781 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ủng hộ shop nhé.